để ứng phó kịp thời với ngập úng do mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão. Các ngành chức năng Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một trong số đó là khẩn trương tu bổ, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước những ảnh hưởng của bão số 6, công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng đã kịp thời điều động nhiều tổ thi công đến kiểm tra và nạo vét để khơi thông một số tuyến cống trong nội thành, như tại khu vực đường Lê Duẩn. Song song với đó, đơn vị cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương triển khai trực vận hành tại các trạm bơm chống ngập trên địa bàn thành phố, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động ổn định và liên tục. Về cái việc mà tổ chức anh em trực vận hành thì chúng tôi là thường trước khi các cái cơn bão cũng vào, chúng tôi tổ chức anh em trực 24/24. Thường là huy động 100% anh em ở dưới các đơn vị để triển khai các việc này. Rồi đối với các cái hồ điều tiết thì chúng tôi cũng vận hành một cách hợp lý để đảm bảo điều tiết cái lượng nước. Và đặc biệt là tổ chức triển khai vận hành các cái trạm bơm chống ngập, 4 trạm bơm chống ngập. Vừa rồi thì có trục trặc về cái bơm chống ngập trước thì chúng tôi cũng đã có sửa chữa lại và hiện tại cũng đang trực vận hành thường xuyên. Không chỉ riêng bão số 6, theo chỉ đạo của thành phố, các ngành chức năng đang khẩn trương rà soát để xây dựng các phương án chống ngập úng xuyên suốt mùa mưa bão năm nay sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cũng theo công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố, với cơ sở hạ tầng hiện giờ của các địa phương cùng với những giải pháp đồng bộ, năng lực thoát nước diện rộng của Đà Nẵng vẫn sẽ được đảm bảo. Cũng tùy theo các khu vực, mình giờ mình nói bao nhiêu phút thì nó cũng hơi khó. Tuy nhiên thì mình kết hợp các cái giải pháp đồng bộ từ khi trước và trong quá trình thì vừa rồi thì nói chung về cơ bản thì cái lượng nước nó ngập thời gian cũng không được kéo dài, trừ một số dự án mà nó vướng dở dang thì nó kéo dài, cái còn lại về cơ bản thì cái lượng gọi là ngập, cái thời gian ngập nó cũng không kéo dài. Dự báo mùa mưa bão năm nay sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, Đà Nẵng tiếp tục triển khai quyết liệt các phương án ứng phó với ngập úng diện rộng, bảo đảm cuộc sống của người dân.